Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm qua thì phải, con là Tam Quốc Chí Huyễn Tưởng nó ra mắt bản global. Anh nhớ anh em hỏi có chơi không, nhưng mà thật ra là tầm này bận quá, không có thời gian, làm khá là nhiều những cái công việc khác rồi nên là thời gian nó lu bu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em tải cái tựa game này về điện thoại để anh em có thể trải nghiệm. Thật ra ấy thì nếu như các bạn là người đã chơi con game này ở các cái server nước ngoài, ví dụ như là chơi trước đó như kiểu Trung Quốc hay sau này sẽ đến Đài Loan rồi Nhật Bản các kiểu ấy, thì các bạn sẽ biết là con bản global này sẽ là đẩy từ bản Nhật Bản ra nên nó sẽ không có sự khác biệt nhiều so với các cái version trước đó. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái sự khác biệt về ngôn ngữ thôi. Có nghĩa là cái ngôn ngữ tiếng Anh đúng không, nó cũng sẽ dễ tiếp cận hơn là tiếng Đài hay là tiếng Nhật nếu như các bạn không phải là người biết các ngôn ngữ đó đúng không. Tiếng Anh nó vẫn phổ biến và nó dễ hình dung hơn đấy, dù là không biết thì cũng phải nắm được chút ít, sau đó có thể dùng Google dịch nó cũng dễ hơn là so với các cái phiên bản nước ngoài kia. Nào, với anh em dùng iOS thì với anh em dùng Android thì câu chuyện vẫn là tựa game này không có trên CH Play của Việt Nam nên các bạn sẽ phải thông qua việc là nếu mà tải trên CH Play sẽ phải fake IP, đúng không? Sẽ phải fake IP, sau đó là vào lên CH Play tải, các bạn sẽ fake sang US UK hay là Nhật Bản, Singapore. Không biết là mình chưa test thử Singapore nhưng mình không biết, nhưng mà thường thường thì Singapore sẽ có nếu như game ra mắt ở bản global. Cách thứ hai thì nó đơn giản hơn, đỡ phải fake phủng các kiểu, nên là các bạn sẽ lên các cái trang chuyên về file 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 ngoài của game để các bạn tải. Như ở đây mình dùng file trang apkcombo.com thì mình để luôn cái link ở dưới phần mô tả video cho mọi người, anh em đỡ cần phải đi tìm, click vào thôi. Đấy, sau khi click vào thì các bạn sẽ bấm tải, nó sẽ hiện ra một cái file này, tên game cộng với nút tải, các bạn bấm tải cái file này về giúp mình. Đấy, cái file này nó sẽ là file xapk rất là rõ ràng luôn. Đối với các dòng máy Android ấy, sẽ có một số các dòng máy nó hỗ trợ giải nén file xapk luôn, có nghĩa là apk xapk đều mở được, nhưng mà có một số dòng thì nó sẽ không thể mở được cái file này mà bắt buộc phải cần có phần mềm đi kèm. Nhưng mà thao tác đầu tiên các bạn vẫn phải tải cái file này về trước. Tải về xong để trong máy đã nhá. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ tải giúp mình cái phần mềm xapks installer này về. Các bạn có thể lên trên cửa hàng Seplay xapks S. Đấy, nó hiện đề xuất luôn. Đấy, một vạch màu đen duy nhất. Ngày xưa thì mình hay dùng cái của bọn Push, cái của bọn Push, nhưng mà này nó hay lỗi lắm nên là bây giờ mình chuyển sang APK, cái của bọn APK Moody. Cái này thì mình cảm giác nó sẽ ổn ổn hơn rất là nhiều. Rồi ok, anh em mở file cái phần mềm này lên, cài đặt về, mở lên. Sau đó là các bạn sẽ bấm vào phần cài đặt, chọn tệp ở hệ thống. Đấy, sau đó các bạn sẽ vào cái phần download ấy. Vào phần download, các bạn tải file này về đâu ở trên máy thì các bạn sẽ vào trong đó để tìm kiếm cái file đó. Cái file nó sẽ có tên game luôn. Nó sẽ có tên game luôn nên là các bạn sẽ không cần phải khó tìm, mà thường thường sẽ tải về thư mục download. Đấy, sau đó em bấm vào cài đặt. Đấy, sau đó các bạn chỉ cần đợi thôi. Rồi. Thế là xong. Nó cài đặt khá là nhanh, khá là mượt. Bản global này mình thấy là có khoảng nặng tầm khoảng 1 GB, 1 GB 1, phải xapk của nó nặng 1 GB 1, không biết tải về thì chắc sẽ cập nhật thêm một vài điểm nữa đúng không? Kulan. Ok, không biết có lag không nhỉ? Nhìn mẹ nó xoay xoay xoay. Nhưng mà chắc global thì nó cũng không đến mức quá tồi tệ. Ok, cái này thì chúng ta sẽ cần phải đăng ký tài khoản thì phải. Tốt nhất thì các bạn nên đăng ký tài khoản nhé. Các bạn đăng ký tài khoản thì nó sẽ dẫn đến cái việc các bạn nạp game hay các bạn nhập code sẽ đơn giản hơn. Đấy. Đây. Cái này thì hình như là nó tự động. Các bạn vào phát nó sẽ tự động gọi là điền một cái tài khoản mặc định ấy. Tài khoản mặc định. Tài khoản này nó sẽ ăn theo. Lúc ấy tôi vào game tôi thấy nó hiện ra cái phần game Google Game. Gọi là cái gì nhỉ? Google Play, ở Google Play. Đấy, thì chắc là nó sẽ liên kết với cái tài khoản Google Play của các bạn luôn. Nó sẽ là cái nào nhỉ? Đây, nó sẽ là cái này này. Nó sẽ liên kết với cái này luôn, nghĩa là liên kết với tài khoản mail ở trong này, nên là nếu như trong trường hợp mà anh em có cần xóa game hay là reset máy hay là chuyển sang một cái thiết bị khác, Android khác mà cần tìm lại tài khoản thì các bạn sẽ
trước khi đấy các bạn sẽ vào lấy check trước này, check xem là cái địa chỉ mail của bạn trong này đang là cái gì. Nếu như mà các bạn chơi theo kiểu tự động đăng nhập nhá, thì nó sẽ là check xem địa chỉ mail của các bạn là cái gì trước này. Ok, thì trong game này nó sẽ ăn theo cái địa chỉ mail đấy, ăn theo cái địa chỉ mail đấy. Hoặc là không nữa ấy, thì các bạn sẽ liên kết tài khoản, liên kết các cái mạng xã hội vào. Bây giờ sẽ đổi sang một cái tài khoản khác xem mình có được tạo một cái tài khoản riêng không, bởi vì tốt nhất là chơi game không nên liên kết. Ừ, tốt nhất là nên tạo một tài khoản, có một tài khoản có mật khẩu để cho dễ xử lý. Ok đấy, nghe là tự rồi. Ok, nó sẽ bấm phần dưới để có thể tạo một cái tài khoản riêng cho các bạn đấy. Đúng vậy, nó login đúng vào tài khoản Google Play này. Bây giờ các bạn sẽ đăng ký giúp mình một cái tài khoản Kulan này, tài khoản của nhà phát hành đi. Ok, điền một cái địa chỉ Gmail vào đây. Mục tiếp theo thì các bạn sẽ điền path. Ok, cho bấm login. Như vậy là nó đã tạo tài khoản cho các bạn, nó sẽ gửi đến cho các bạn một cái địa chỉ Gmail vào trong mail của các bạn để anh em có thể xác minh cái địa chỉ này. Thế mình check xem cái mail nó về chưa, xác minh phát vào trải nghiệm. Ok, mail thì nếu như các bạn vào check mà không có, các bạn check trong thư rác ấy, hoặc thư mục spam ấy, nó ném vào trong đấy các bạn ạ. Ok, điền thông tin nhỉ. Điền thông tin cá nhân. Đây thì mình ok, cài trong thông tin cá nhân. Ngày tháng năm sinh. Rồi. Đấy, thế được rồi. Bây giờ các bạn thì vào để trải nghiệm game. Bởi vì trải nghiệm theo kiểu lập tài khoản như thế này ấy, thì tất cả các thao tác về sau này, ví dụ như là liên quan đến nạp game hay nhập code, nó sẽ đơn giản hơn cho các bạn rất nhiều, thay vì là cái thao tác liên kết tài khoản. Liên kết tài khoản sẽ rất vất vả trong một số cái trường hợp, kể cả sau này các bạn muốn bán app nó cũng mệt mỏi nữa cơ. Ok, giao diện game thì tôi nghĩ nó sẽ không có gì thay đổi cả đâu, nó sẽ giống như các cái bản khác thôi. Thì mày, tôi lại quên, tôi không lắp tai nghe, để tôi muốn lắp tai nghe xem mà cái thoại của nó có phải là thoại nước ngoài không. Thoại của nó là thoại Nhật, thoại Nhật. Nói chung là lấy từ bản Nhật ra mình nói ngay từ đầu rồi, nên là thoại nó giữ nguyên. Nhưng mà thực sự những cái tựa game như thế này không nên dùng thoại kiểu tiếng Anh hay kể cả tiếng Việt. Những game như thế này nên là cầm thoại tiếng Nhật hoặc tiếng Trung là chuẩn nhất, nghe nó vẫn chất lắm. Ok, cũng có tạo nhân vật. Cái này thì nó cũng đơn giản bởi vì nó là thao tác chuẩn của game rồi. Con game này khá là hot nhưng mà chưa bao giờ được về Việt Nam. Cơ bản là đã từng có một lần suýt nữa về nhưng mà không có mua được. Và rất lâu rồi. Đến bây giờ thì nó cũng không có về, bởi vì vốn dĩ ngay ở đầu nhà phát hành người ta đã muốn ra mắt game ở bản global rồi, nên người ta không có nhu cầu đẩy game các thị trường khác, đặc biệt là những cái thị trường khó khăn như kiểu Việt Nam, thuế má vất vả. Cái này thì gần như là giống hệt luôn, không có gì thay đổi so với các bản khác đâu. Mọi thứ meta cũng vậy, nó sẽ update từ đầu đến cuối như phiên bản Nhật đã từng, hoặc là các bản Trung Quốc, Đài Loan, nó sẽ theo đúng một cái mô típ như vậy. Nên là anh em nào chơi rồi thì có thể trải nghiệm cái dòng game khá là dễ dàng, đó là cái điều mà mình chắc chắn với mọi người, để anh em có thể chơi game nó dễ hơn. Đấy, cái này thì mình đã review rất là nhiều từ bản Nhật, quên, từ bản Đài rồi bản Trung nó kiểu cho mọi người rồi. Ngày xưa cũng có lập website nhưng mà vì một số cái sự cố rất là khó chịu là cái website dịch tướng của mình nó đã dừng một thời gian rất là lâu. Bây giờ nó vẫn còn nhưng mà trên đấy không có info. Đấy, rất là tiếc, ở quên, trên đấy không có data, rất là tiếc luôn. Ok, đây là cái cơ bản để anh em có thể tải game trên thiết bị Android. Tất cả link để trên phần mô tả video cho mọi người. Video sau mình sẽ code, còn bây giờ thì đến với iOS. iOS thì nó đơn giản hơn rất là nhiều, bởi vì chắc chắn là ông nào mà là một người chơi game, mà là chơi game sử dụng iOS mà chơi game các server nước ngoài, các cái tựa game đến từ nước ngoài, các bạn sẽ thành thục cái thao tác chuyển vùng rất là tốt, chắc chắn luôn. Thì những anh em nào mà chưa biết cách chuyển vùng, các bạn thể lên trên Google, các bạn search là chuyển vùng dữ liệu. Tốt nhất là các bạn nên chuyển vùng sang Mỹ đi, tải game cho nó chuẩn. Bởi vì tôi không biết là bản sinh thì nó bây giờ chuyển vùng sang Singapore thì nó có hỗ trợ tải không, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên chuyển sang Mỹ. Sau khi các bạn chuyển vùng sang là các bạn có thể search tên game nhé. Đấy, tên tên game ở đây, search tên game y hệt như này. Đấy, giúp mình, rồi các bạn tải game về, sau đó các bạn chuyển vùng lại cũng được. Nhưng mà nhớ này, trong cái thao tác chuyển vùng nhá, nghĩa là các bạn sẽ phải thành thục
Rất rồi, một là các bạn dùng một thiết bị khác để xem các bước nếu như bạn không nhớ. Hai là các bạn sẽ phải học đúng từng thao tác một, sau đó là các bạn thực hiện chuyển vùng là phải thực hiện một lèo, chứ không được chuyện là đang 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 gõ đến thao tác này quên không biết làm gì đấy, xong rồi các bạn thoát ra, các bạn vào vào lại cái chỗ cái video hay cái hướng dẫn người ta hướng dẫn chuyển vùng, các bạn xem đến đấy sẽ làm cái gì, các bạn vào các bạn làm tiếp như vậy rất dễ hay lỗi, cực kỳ lỗi. Nhưng mà một là các bạn sẽ phải nhớ kỹ toàn bộ các thao tác chuyển vùng, hai là các bạn dùng một thiết bị khác để xem, rồi các bạn làm một mạch trên một cái thiết bị thì nó sẽ chuẩn và nó sẽ không bị lỗi, còn nếu như các bạn cứ tắp ra tắp tắp vào là chắc nó bị lỗi đó. Đấy, một chút chia sẻ của mình cho mọi người. Link AWS để dưới phần mô tả video luôn. Nên là anh em nào kiểu chuyển vùng xong rồi, các bạn có thể click vào link để có thể sang tải game nha. Fanpage và group của tựa game này ở tất cả các phiên bản cũng ở dưới phần mô tả video luôn. Anh em phải tham gia để thảo luận. Còn bây giờ thì có lẽ xin chào và hẹn lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep, and you and I.